Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một video về phong thủy thờ cúng. Những lưu ý kiêng kỵ khi đi lễ chùa đầu xuân. Có một số quy tắc mà các bạn nên nhớ. Ví dụ như bước vào chùa bằng cổng chính, tự ý sờ mó tượng, đặt lễ vật bằng tiền là những điều cần tránh khi đi lễ chùa vào ngày đầu năm. Đi lễ đầu năm đã trở thành phong tục văn hóa tâm linh phổ biến đối với nhiều người Việt. Năm mới đi chùa là để hướng tới con người, nghĩ đến cái tâm tốt lành, hướng thiện, đức từ bi, trí tuệ của nhà Phật. Trước khi đi lễ tại các đền chùa, mọi người thường chuẩn bị lễ vật để dâng lên cúng. Đồ lễ thường là hoa quả, hương hoa. Hoa quả không cần thiết phải đắt tiền, mà chỉ đơn giản là những thứ bình dị, tùy thuộc vào khả năng và lựa chọn của từng người. Đồ cúng không được là đồ mặn như thịt cá. Trong chùa vàng mã, nếu không mang theo, chỉ được đốt ở khu vực nhất định, chứ không nên đặt trên bàn thờ Phật để cúng. Cổng chùa có ba cửa, gọi là cổng tam quan. Khi đi lễ chùa không nên đi vào bằng cửa chính của tam quan, mà nên đi bên phải, cửa giả quan, vào chùa và trở ra bằng cửa bên trái. Đến chùa cần lựa chọn trang sức kín đáo, nền nã, tránh mặc quần áo hở hang, quá lòe loẹt hoặc phản cảm như áo hai dây, quần đùi, quá ngắn khi bước vào chùa chiền. Theo quan niệm truyền thống, đi lễ chùa là để cầu an, mong muốn sự thanh thản trong tâm hồn, nên người đến đây quan trọng là thành tâm. Đến chùa cần ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự, cư xử chừng mực, tránh to tiếng, cãi vã trong chùa. Đi chùa nên tránh những điều kinh kỵ như vào chùa đặt tiền thật, tiền âm phủ lên ban tam bảo, đặt tiền lễ vào tay tượng, lòng tượng, sờ mó chân tay, thoa lên mặt, lên mũi của tượng để cầu may, che chúc nhau để cướp đồ lễ. Khi vào chùa kiêng kỵ dùng miệng để thổi tắt nến, đèn, không được đi dép vào Phật đường tam bảo, không nên tùy tiện quay phim chụp ảnh trong khuôn viên của chùa nếu chưa được ý cho phép. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.